Xin mến chào quý anh chị và các bác đã trở lại với Trung Thực Auto. Hiện tại thì em Phương đang là thành viên của Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương, đang có địa chỉ tại 709 đường DT743B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ạ. Hôm nay thì em Phương sẽ lên sóng báo giá cập nhật toàn bộ showroom Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương, các mẫu 5 chỗ, 7 chỗ gầm cao vừa mới về cửa hàng anh chị nhá. Anh chị hãy cùng theo em Phương để xem là tại Trung Thực Auto đang có những mẫu xe nào anh chị ạ. Đầu tiên ở bên này đi ạ, thì nhà em Phương đang có một chiếc Mazda CX-8 được đăng ký và sản xuất là năm 2023 chị ạ. Bản này đang là bản Luxury, xe đi chuẩn chỉ 23.000 km và hiện tại đang được Trung Thực Auto anh em niêm yết với mức giá là 938 triệu bao rút hồ sơ anh chị nhá. Với ngoại thất là màu trắng, bên trong là nội thất ghế da màu nâu rồi anh chị ạ. Bốn vỏ còn nguyên zin theo xe anh chị nhá. Bản Luxury, bản giữa anh chị ạ. Ở đây thì nhà em Phương vừa mới về một chiếc Ford Everest được đăng ký và sản xuất là năm 2022. Bản này đang là bản Titanium 2 cầu, đang là bản full, bản cao cấp nhất anh chị nhá. Với ngoại thất là màu đen và bên trong đã được trang bị nội thất ghế da màu nâu rồi. Chiếc này thì xe đi chuẩn chỉ 37.000 km, nhập Thái và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 1.389.000.000 bao rút hồ sơ cho anh chị ạ. Xe rất là khỏe khoắn đúng không ạ? Form đã được lên, form mới rồi nhá, cụm đèn chữ C. Ở đây nhà em đang có một chiếc Santa Fe màu vàng đồng. Chiếc này thì được đăng ký và sản xuất là năm 2017. Xe đi chuẩn chỉ 73.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng anh chị ạ. Chiếc này thì hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 686.000.000 bao rút hồ sơ nhá. Đã được lên lốp Michelin rồi, xe siêu đẹp luôn. Ngoại thất là màu vàng đồng, bên trong nội thất ghế da màu kem. Ở đây thì nhà em đang có khách xem chiếc Hyundai Creta được đăng ký sản xuất năm 2022. Chiếc này là bản đặc biệt đấy chị ạ, và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 638 triệu bao rút hồ sơ với ngoại thất màu trắng nhá. Em sẽ qua nhanh chiếc này. Bên này thì nhà em đang có một chiếc Ford EcoSport, xe được đăng ký và sản xuất là năm 2017, xe đi chuẩn chỉ 65.000 km và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá chỉ hơn 3 đồng một xíu, cụ thể là 378 triệu bao rút hồ sơ. Chiếc này là bản Titanium với màu ngoại thất đang là màu vỏ đỗ, ở bên trong nội thất ghế da màu đen rồi. Với mức tầm tài chính bỏ ra chỉ hơn 3 đồng, anh chị đã nhận lại được một mẫu 5 chỗ gầm cao siêu đẹp đúng không ạ? Ở đây Toyota Veyron nhà em đang có 2 chiếc. Chiếc này là đời 2022, xe đi chuẩn chỉ 26.000 km, sổ nhập Indo, bản CVT top anh chị nhé. Chiếc này thì hiện tại đang được nhà em niêm yết với mức giá là 618 triệu bao rút hồ sơ, với ngoại thất là màu đỏ, bên trong đã được bác chủ cũ lên ghế da màu đỏ rồi. Xe này xe mới về nên em sẽ quay qua cái phần nội thất để anh chị có thể xem luôn nhé. Đây anh chị có thể xem này, nội thất siêu mới luôn, bác chủ cũ đã lên bộ ghế da đỏ đen đúng không ạ, chân nỉ zin, xe siêu đẹp siêu mới luôn. Đây anh chị có thể xem cái phần vô lăng này, khu lịch sử bảo dưỡng anh chị nhé. 618 triệu bao rút hồ sơ, rất là hợp, màu rất là hợp với các bác mạnh hỏa đúng không ạ. Đây, xe siêu mới luôn. Chiếc này thì vừa mới về cửa hàng nhà em hôm nay thôi nhá. Ở đây bên này nhà em đang có một chiếc Toyota Veyron nữa. Chiếc này thì là bản CVT, cũng là đời 2022 luôn anh chị ạ. Chiếc này là với ngoại thất màu đen, bản CVT nhưng mà đã được bác chủ cũ lên full công nghệ của bản top rồi anh chị nhá. Với ngoại thất là màu đen, chiếc này đời 2022, đi chuẩn chỉ 40.000 km và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 596 triệu bao rút hồ sơ. Đây em sẽ quay qua cái phần nội ngoại thất bên trong cho anh chị xem luôn. Chiếc này bác chủ cũ cũng đã lên ghế da màu đen phối kem rồi nhá. Chiếc này nguyên bản của nó sẽ là da phối nỉ và lên màn hình OLED rất là to bản đúng không ạ? Full công nghệ rồi. Bác chủ cũ rất là đầu tư cho chiếc xe. Xe đi chuẩn chỉ 40.000 km, 4 vỏ còn nguyên zin theo xe anh chị nhá. 596 triệu bao rút hồ sơ cho chiếc Toyota Veyron này ạ. Ở đây thì nhà em Phương vừa mới về thêm một chiếc Fortuner. Chiếc Fortuner này là được
đăng ký và sản xuất là năm 2020, xe đi chuẩn chỉ 21.000 km full lịch sử bảo dưỡng hãng luôn ạ. Bốn vỏ còn nguyên zin heo xe. Chiếc này là máy dầu số tự động anh chị nhá. Form đã được lên form mới hết rồi. Xe siêu đẹp luôn và hiện tại đang được trung thực Auto bên em niêm yết với mức giá là 918 triệu bao rút hồ sơ cho các bác ạ. Ở đây thì dưới này xe nhà em Phương đang bán hết rồi anh chị ạ. Hai chiếc này nhận cọc rồi này. Còn chiếc này Xpander Cross đời 2022, chiếc này xe đi chuẩn chỉ 30.000 km và hiện tại đang được bên em niêm yết với mức giá là 608 triệu bao rút hồ sơ sổ nhập Indo anh chị nhá. Xe siêu đẹp với ngoại thất là màu trắng, bên trong nội thất ghế da màu nâu phối màu đen rồi, xe đẹp lắm. Nên là anh chị nào quan tâm tới một trong những mẫu xe em Phương vừa giới thiệu thì hãy nhanh tay comment hoặc để lại thông tin hoặc là liên hệ tới số hotline của trung thực Auto để bên em hỗ trợ anh chị nhanh nhất. Em xin phép là kết thúc video tại đây và xin mến chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video clip tiếp theo ạ.